Zamba ngay lúc này gọi tên Chu Ngọc Quang Vinh, khi mà người người, nhà nhà ở trên mọi miền của Tổ quốc và cộng đồng người Việt đang ở nước ngoài đang tự hào, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước để đất nước có được ngày hôm nay, 79 năm ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì mới đây cộng đồng mạng, người dân vô cùng bức xúc trước những chia sẻ của một học sinh đã từng đạ vòng nguyệt quế của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Người mà đang bị dư luận lên án là Chu Ngọc Quang Vinh, người đã đạt vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý 1 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Em đã chia sẻ trên trang mạng xã hội về nói về việc cá nhân em với Đảng, để rồi em chê bai chế độ, Đảng và em cùng phương Tây, cuồng với những nơi mà em đang cho là thiên đường của tự do. Thật quá thất vọng về em được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, khi đất nước ngày càng phát triển và lẽ ra em phải nhận thức được điều đó để tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước tiếp tục phát triển. Nhưng thật đáng tiếc, em đã làm điều ngược lại. Em đổ lỗi cho sự sai sót của bản thân là do trình độ nhận thức chính trị, do em tiếp cận với những thông tin không chính thống, xuyên tạc về lịch sử. Và có lẽ em được mời lên cơ quan chức năng để làm việc vào dịp này là điều không ai mong muốn, nhưng có lẽ cũng là điều cần thiết để cho em tỉnh ngộ, nhận thức trước khi quá muộn.